Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2029. Quyết định về giá cho thuê mặt nước biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành là 7,5 triệu đồng trên 1 hecta một năm đối với các nhóm sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển, khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch, khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá, khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác. Đối với những hoạt động sử dụng khu vực chưa có quy định mức thu tiền này, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể, nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng trên 1 hecta một năm và không cao hơn 7,5 triệu đồng trên 1 hecta một năm.